các tập thể cá nhân xuất sắc, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu. Cùng những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa và truyền cảm hứng. Hội nghị gặp mặt biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2024 diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường lớn tỉnh ủy nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Chương trình được Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phát trực tiếp trên fanpage Hà Giang TV và các nền tảng số của tỉnh Hà Giang.